xuất Ai Cập Ký, chương 37. Dương Giao ước, viết xa lên đóng cái rương bằng gỗ xi si tim dài 1m25, ngang 0,75 và cao 0,75m. Ông lấy vàng ròng bọc cả bên trong lẫn bên ngoài và làm đường viền quanh dương. Ông làm bốn cái khoen vàng và gắn vào bốn chân dương hai khoen phía bên này và hai khoen phía bên kia. Ông cũng làm các đòn khiêng bằng cây xi si tim bọc vàng Rồi xỏ đòn vào các khoen ở hai bên Để đương đi Ông làm lắp trục tội bằng vàng đồng Về dài 1m25 Về ngang 0,75 Ông dùng vàng rát Làm hai cherubim gắn liền Ở hai đầu lắp trục tội Một cherubim ở đầu này Và một cherubim ở đầu kia Cả hai được gắn liền vào hai đầu Và trở lên một khối với nắp trục tội, các cherubim đứng đối diện nhau, mặt cúi xuống, nắp trục tội và xòe hai cánh ra, phủ trên nắp bàn bánh thánh. Ông làm một cái bàn bằng gỗ si tim bề dài 1m, bề ngang 0,5 năm m và bề cao 0,75 m Ông lấy vàng dòng bọc bàn và làm đường viền quanh bàn. Ông đóng khung quanh mặt bàn, bề rộng của khung bằng một gang tay rồi làm đường viền vàng xung quanh khung. Ông làm bốn cái khoen và gắn khoen vào bốn chân ở bốn góc bàn. Các khoen này được gắn gần khung của mặt bàn để xỏ đòn khiêng bàn. Các đòn khiên làm bằng cây xi si tim bọc vàng. Ông cũng lấy vàng rồng làm các dụng cụ là chén đĩa, bát và bình dùng để làm lễ quán. Chân đèn bishaleen là một cây đèn bằng vàng rồng chân đèn thân đèn đài bầu và nụ đều bằng vàng rát và dính liền với nhau thành một khối từ thân đèn mọc ra sáu cành ba cành bên này và ba cành bên kia cành thứ nhất có ba cái hoa mầm và nụ giống hình hoa hạnh nhân cành kế bên và cả sáu cành mọc từ thân đèn ra đều có hoa như vậy Thân đèn có bốn cái hoa với mầm và nụ giống hình hoa hạnh nhân. Ông cũng làm một cái bầu bên dưới hai cành thứ nhất từ thân đèn ra, rồi làm cái bầu thứ hai ở dưới hai cành thứ hai và làm cái bầu thứ ba ở dưới hai cành thứ ba. Có tất cả sáu cành, bầu và cành được làm bằng vàng rồng rát ra và gắn liền thành một khối với chân đèn. Ông cũng làm bảy ngọn đèn, kéo cắt tim đèn và đĩa đựng tàn bằng vàng rồng. Ông cũng dùng 34kg vàng rồng để làm chân đèn và đồ phụ tùng. Bàn thờ dân hương Bích Sa đóng bàn thờ dân hương bằng gỗ si tim, bàn thờ hình vuông về dài nửa mét, bề ngang nửa mét và bề cao một mét. Các sừng được gắn liền với bàn thờ thành một khối. Ông lấy vàng rồng bọc mặt bàn, các cạnh bàn, các sừng bàn và làm đường viền quanh bàn ông làm hai cái khoen vàng gắn bên dưới đường viền mỗi bên một khoen để xỏ đòn khiêng ông làm đòn khiêng bằng gỗ xi si tim bọc vàng ông cũng chế dầu sức thánh và hương thơm thuần túy pha chế cách chuyên nghiệp